Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bão số 5 đã mạnh thêm và đang tiến nhanh về phía bắc đất liền của Trung Bộ. Mưa lớn, gió mạnh sẽ càng lúc càng tăng lên. Ngay sau đây thì biên tập viên Tố Quyên sẽ cập nhật chi tiết. Xin mời chị ạ. Vâng, với cường độ mạnh lên cấp 9 giật cấp 11, cơn bão số 5 đang khiến gió ở vùng biển đảo gần bờ của khu vực Trung và Nam Trung Bộ mạnh dần lên. Huyện đảo Lý Sơn là một trong những nơi cảm nhận rất rõ điều này. Thực tế ở đây liên tục ghi nhận những trận gió giật tới cấp 8 mạnh hơn hẳn 2 cấp so với thời điểm sáng sớm nay. Dự báo gió sẽ càng mạnh hơn trong chiều và đêm nay khi bão số 5 đi nhanh về khu vực đất liền từ Bình Định tới phía bắc của Khánh Hòa, sau đó mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày mai, trung tâm vùng áp thấp sẽ ở trên khu vực phía đông của Campuchia. Không chỉ ngoài khơi mà ven bờ suốt từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn cũng chịu tác động trực tiếp của gió bão rất mạnh. Cảnh báo gió có thể mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12. Gió giật mạnh như vậy sẽ tạo ra những con sóng cao tới 7 mét trong vùng gần tâm bão, rất dễ đánh đắm tàu thuyền, kể cả tàu có công suất lớn. Khi sóng đánh vào bờ sẽ gây áp lực cho đê biển, nhất là khu vực đê sung yếu hoặc đang thi công. Trước những nguy hiểm từ gió mạnh và sóng lớn gây bão do bão gây ra, Bình Định đã cấm biển từ 15 giờ ngày hôm qua. Các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cũng cấm biển từ hôm nay. Mọi người hãy tuyệt đối tuân thủ lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn. Còn bây giờ, xin mời tiếp tục với Chuyển động 24 giờ. Vâng, xin được cảm ơn chị Tố Quyên với những thông tin thời tiết cập nhật vừa rồi. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân chủ động ứng phó với cơn bão số 5, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng đã yêu cầu Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đảm bảo quân số ứng trực, xử lý mọi tình huống, kiên quyết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trước cơn bão số 5. Đây là nội dung được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng quán triệt tại hội nghị sơ kết 5 năm phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn vừa tổ chức sáng ngày hôm nay.